Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh Bến Tre và các thành viên ban đại diện tỉnh cũng như ban quản tự chùa Sơn Hòa Tự và quý phái đoàn ở tỉnh An Giang và quý cô bác xa gần cũng trở về đây để tham dự hội họp mặt và trao đổi về Phật pháp hôm nay. Vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc an lành và chúc buổi họp mặt hôm nay thành công tốt đẹp. Và đến tham dự hôm nay, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng là thiện sự viên trung ương, là trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh Bến Tre, đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và đặc biệt chúng tôi trân trọng quý phái đoàn ở tỉnh An Giang cũng như thành phố Long Xuyên trở về đây để tham dự buổi họp mặt và trao đổi về Phật pháp, đó là ông Trần Văn Phú và ông Trần Tung Thu và quý phái đoàn cùng đi, đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và chúng tôi trân trọng kính giới thiệu các thành viên ban đại diện tỉnh cũng như ban trị sự cơ sở các xã trong huyện nhà Chợ Lách chúng ta và quý cô bác cao niên và chư quý đồng đạo trở về đây tham dự ngày họp mặt hôm nay, đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và trước khi đi vào chương trình họp mặt trao đổi về Phật pháp, chúng ta có phần nghi thức tôn giáo, kính mời tất cả đồng đứng lên và một phút trang nghiêm hướng về lễ đài, một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật kính. Thưa thôi, kính lễ Đức Thầy kính. Và thưa xong, và kính mời quý vị đồng an tọa. Và kính thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày họp mặt thường lệ của chùa Sơn Hòa Tự, chúng tôi mạo muội đến diễn đàn để dẫn chương trình họp mặt ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, dưới sự đoàn kết gắn bó, đoàn kết hơn nữa để chúng ta xiển dương sáu pháp của Đức Thầy trong cái tình yêu thương của Đức Phật. Kính thưa quý vị, cách đây 2.500 năm, Đức Phật còn trụ thế, Ngài đã chỉ dạy rằng muốn đền ơn ta ư, giáo pháp của ta đó, cố mà học đi, ráng mà hành đi, quyết mà truyền đi, mọi sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà quảng bá. Ý thức lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy, mỗi người làm gì trong kiếp sống phải tìm cái chân tánh của mình để mỗi người đồng giác ngộ. Cho nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của thiền nhân, hầu làm trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát. Nhất là phải tiếp tục khai thông đền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình của Đức Phật và của Đức Thầy, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Kính thưa quý vị, trong Tam Bảo, Pháp Bảo liệt vào hàng thứ nhì tối quan trọng Phật Bảo. Pháp có khổ truyền, nền đạo mới được phát triển và chấn hưng. Kính thưa quý vị, để đi vào nội dung chương trình hôm nay là nghi thức tôn giáo và đọc một đoạn giảng của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm để cho giảng viên đến đây trao đổi về Phật pháp. Vậy trước hết chúng tôi trân trọng kính mời một vị đồng đạo đến đây để thành lòng nhắc một đoạn giảng trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm cho giáo lý viên đến đây để trình bày. Và trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tô cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng
nghe coi rằng đừng đâm ngựa xe đeo toàn mong quyền lập lòe sắc hương tô cầu đâm hò hiện lương đồng thanh niệm Phật tay ương chẳng còn tô cầu gia đạo vuông tròn chồng hòa vợ thuận cháu con thao hiền tô cầu thoát khỏi giờ gầy chân Phật ra miền trần y lao tô cầu chân hết bình đau gặp đời bình rầy thiết bao vui dày mắt nhìn chư Phật đông đầy thành vàng điện ngọc trò thầy đăng tiên ai mà muốn đặng y bước duyên nghe lời phiến thiện lòng liền tâm tố cho rõ môi quyền thâm quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn phước đức quy hơn bạc vàng nhân người bạc ác giàu sang ít về chây bằng ăn ở nhu mì nghe lời Phật thánh kinh về người trên hiếu trong lòng chớ dội quên sống cho trọn đạo thác lên tiên đài Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình để mất thời giờ chúng tôi trân trọng kính mời giảng viên Trần Văn Phú đến đây để gặp gỡ quý cô bác dưới máy đạo tràng Sư Hòa Tự để trao đổi về Phật pháp, về giáo lý của Đức Thầy qua cái đề tài nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vậy trân trọng kính mời giảng viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Vĩnh Bình, kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em hiện diện kính mến, nhân hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm Nhâm Dần, cũng là ngày trong ban tri sự Phật giáo Hòa Hảo của xã Vĩnh Bình có tổ chức khóa niệm Phật. Thì trong cái giờ còn dư lại thì trong ban tổ chức cho phép chúng tôi lên đây gặp gỡ cùng quý ông bà cô bác
và anh chị em trong vài chục phút. Thì lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến chư quý vị lời chào trân trọng nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, hôm nay chúng tôi cùng đi với chú Hai Thu. Thì trong cái thời gian này nó cũng không còn dài, thì chúng tôi cũng ráng cô đọng lại hai câu giảng của Đức Thầy. Hôm nay thì lời nói đầu tiên của chúng tôi thì mong quý ông bà cô bác và anh chị em, trong khi chúng tôi trao đổi về sấm giảng của Đức Thầy, thì trong cái này nếu có cái điều nào còn sơ xuất thì mong quý vị bổ chính thêm, chúng tôi thành thật biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì chúng tôi đi thẳng vào đề tài của chúng tôi trao đổi hôm nay. Thì Đức Thầy chúng ta nói là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Như vậy thì Đức Thầy giới thiệu là Phật giáo. Như vậy thì bây giờ mình thấy cái chân lý của đạo đó, thì bây giờ mình thấy Đức Thầy chúng ta nhắc nhở qua là Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Như vậy thì bây giờ mình thấy trong cái phần này có Phật thánh tiên, nhưng mà Đức Thầy chúng ta nhắc nhở qua là nhìn Phật giáo. Như vậy thì chúng ta lấy cái nhìn như thế nào để cho đúng chân lý? Thì bây giờ mình thấy quý bà con mình xét cho kỹ cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, thì Đức Thầy chúng ta nhắc qua nói là đạo vô vi của Phật Ân Cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Như vậy thì cái chân lý của Đức Thầy chúng ta dạy hôm nay cũng là chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn như thế nào để cho đúng với chân lý? Tại vì Đức Phật ngày xưa đó, thì trong khi 49 năm thuyết pháp độ đời, Ngài không có trụ vào một cái chỗ là như chùa chiền, tụng kinh, gõ mõ, xá phướng lầu kho. Như vậy thì bây giờ giáo lý Đức Thầy chúng ta cũng không chịu về tụng kinh gõ mõ rồi xá phướng lầu kho. Như vậy thì đây là một cái chân lý chúng ta phải nhìn cho kỹ. Tại vì mình thấy cái giáo lý của nhà Phật hồi xưa đó, trong khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thuyết pháp độ đời trong 49 năm thuyết pháp, thì Ngài nói hoàn toàn về cái lý vô vi và vô thường, để cho chúng sanh mình nhìn vào đó, nghĩa là vô thường thì nó không thừa còn. Bây giờ mình thấy khi chúng ta có được xác thân này, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Như vậy thì đây là một cái chân lý mà Đức Thầy chúng ta nhắc cho chúng ta phải là nhìn vào đó. Tại vì mình thấy trong phần mà trong kinh Đức Phật dạy đó, nghĩa là chúng ta phải cố gắng tu hành mặc dầu tuổi nhỏ hay già. Trong kinh Đức Phật nói là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là chớ để tuổi già lo niệm Phật, màu quang vùi lấp kẻ đầu xanh. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì bây giờ mình thấy Đức Thầy chúng ta nhắc nhở, nghĩa là chúng ta, nghĩa là Đức Thầy nói là tôi không quên, tôi là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là Ngài nói theo cái giáo lý vô vi. Như vậy thì bây giờ mình thấy trong cái phần mà cái người tu trở lại với cái vô vi đó, nghĩa là người ta không chấp mắt những cái mà âm thanh sắc tướng bên ngoài. Tại vì Đức Phật dạy đó là sắc tướng âm thanh chư ngoại giáo, chân truyền cửu thất đạo năng thành. Nghĩa là ông nói là sắc tướng âm thanh đó là ngoài cái giáo điều của nhà Phật. Mà nếu chúng ta làm theo như vậy đó thì sai đi cái chân lý của nhà Phật.
Như vậy thì giáo lý của Đức Thầy chúng ta tu thì trao sữa, mà Đức Thầy chúng ta dạy là chữ tu chớ khá trẻ chày, phải trao, phải sữa, nghe Thầy dạy khuyên. Như vậy thì cái gốc của cái đạo Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta nhìn nhận được hôm nay đó, thì nhờ cái giáo lý của siêu thượng của Đức Thầy nhắc nhở cho chúng ta nhìn được cái gốc của đạo, để rồi chúng ta có cái chân lý giải thoát. Tại vì mình thấy giáo lý của Đức Thầy chúng ta dạy hôm nay đó thì nó rất phù hợp với chúng sanh trong vào thời kỳ của Hạ Quan Mạt Pháp. Mà mình thấy trong khi Đức Phật ngày hồi xưa đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo thì ngày tính là nhập Niết Bàn. Nhưng mà nhờ các chư Tăng là nói với Đức Phật bây giờ đó, thì là Ngài đã chứng đắc đạo quả, thì Ngài nên đem cái chân lý này để truyền lại cho chúng sanh đời sau. Như vậy thì Đức Phật mới thuyết lên cái giáo lý của nhà Phật. Chứ Đức Phật nghĩ rằng nếu là Ngài nói trong cái phần mà tu chứng đó, thì chúng sanh vào thời kỳ của Đức Phật ra đời đó cũng nhận xét không được, mà chúng sanh đời sau cũng không có nhận xét được. Như vậy thì khi mà Đức Phật Ngài nói lên pháp môn tịnh độ để nhắc nhở cho chúng ta biết được cái pháp môn tịnh độ, nhưng mà khi Đức Phật nói lên pháp môn tịnh độ thì Ngài nói trong đại chúng rằng nếu là một người nào mà le cái lưỡi mình ra mà trùm tới cái chót sống mũi thì người này ba đời không nói dối. Nhưng mà trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói lên cái pháp môn niệm Phật thì Ngài nói trong một đoạn kinh đó, nghĩa là xuất quảng trường thiệt, tướng phú biến tam thiên đại thiên thế giới mới thuyết thành thiệt ngôn. Nghĩa là Ngài nói lên pháp môn niệm Phật thì Ngài le cái lưỡi Ngài ra trùm cả ba cõi, Ngài mới nói lên pháp môn niệm Phật để cho chúng sanh tin rằng Đức Phật nhiều đời không nói dối. Như vậy thì bây giờ mình thấy khi mà Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong kinh Đức Phật nói cái người mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó mà được thanh tịnh tâm thì niệm một tiếng Phật sẽ trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Như vậy thì quý bà con mình thấy đây là một cái giáo lý siêu thoát, để cho chúng ta nhìn vào đó để chúng ta có đường lối siêu thoát. Như vậy thì bây giờ mình thấy Đức Thầy chúng ta cũng thường nhắc nhở qua pháp môn niệm Phật. Như vậy thì bây giờ mình thấy trong cái pháp môn niệm Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã giới thiệu qua cái pháp môn niệm Phật để cho chúng sanh được hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để niệm Phật cầu giảng sanh về tịnh độ. Như vậy thì mình thấy khi mà Đức Phật A Di Đà ngày xưa, trong khi Ngài phát Bồ Đề Tâm vì lợi ích cho nhân sanh, Ngài thiết là Ngài thệ trong 48 lời thệ thì nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì bây giờ mình thấy trong hiện tại thì Đức Phật A Di Đà sẵn sàng là tiếp rước những người niệm Phật cầu giảng sanh. Như vậy thì kế đó thì Đức Phật Thích Ca Ngài giới thiệu cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, và kế đây thì chúng ta được Đức Thầy chúng ta truyền lại pháp môn niệm Phật. Như vậy thì bây giờ mình thấy là quý bà con mình thấy Đức Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhưng hôm nay chúng ta đã có được thân người và có nghe được Phật pháp thì đây là chúng ta có cái duyên lành rất lớn. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc nhở là duyên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần.
Như vậy thì quý bà con mình so lại. Bây giờ nếu đặt thí dụ cái có nhiều người, người ta đã có được sắc thân, nhưng mà người ta không hiểu được Phật Pháp, thì quý bà con mình thấy bây giờ cái người mà đã nhận xét được cái giáo lý của Đức Thầy thì chúng ta mình thấy đây là một cái phước báo rất lớn. Mà Đức Phật cho biết đó, khi chúng ta đã có thân người rồi mà nếu chúng ta để cho mất thân, thì Đức Phật nói là như ở ngoài biển khơi có một con rùa mù, nó ngủ một giấc 100 năm, nhưng sau khi 100 năm đó, nó sẽ nổi đầu lên để nó thở một cái, thì ở trên nguồn nước chảy xuống thì có một cái cây bọng to rất lớn, nghĩa là nó trôi xuống đó mà con rùa nó đón cho tới khi mà cái bọng cây mà trôi lại tới cái chỗ nó ở đó, thì nó nổi lên nó thở một cái, thì 100 năm sau nó sẽ nổi lên một lần nữa. Nhưng mà Đức Phật cho biết đó, cái con rùa bù này nó đón cái thân cây đó đó rất dễ hơn con người mình khi mất thân người. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì tại vì trong sáu nẻo luân hồi mà Đức Thầy chúng ta dạy đó, thì luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Như vậy thì cái người mà được hành trì pháp môn niệm Phật, thì Đức Phật ngày xưa trong khi Ngài lên cung trời đáo lại, Ngài thuyết pháp cho hàng chư thiên nghe, thì trong khi mà Ngài thuyết xong đàng hoàng thì cho chư thiên nhận xét được. Bây giờ mình thấy cũng như cái người ở cõi trời đó, thì Đức Thầy chúng ta nói là phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Như vậy thì quý bà con mình thấy cái người mà người ta ở cõi trời đó là cái phước báo người ta rất lớn. Nhưng mà Đức Phật đem đi cái nói về cảnh giới khổ của cõi ta bà mình á, thì cái người ở cõi trời người ta không chấp nhận. Tại vì thường ngày người ta sống với cảnh thường ngày vui vẻ. Bây giờ quý bà con mình thấy, giờ tôi xin kể lại một vài cái để thấy được cái cảnh trời người ta có sung sướng rất là sung sướng. Bây giờ cái thứ nhất đó là đầu tóc người ta khỏi chảy gỡ mà nó vẫn suôn sẻ. Cái thứ nhì đó là mồ hôi khi nó tuôn ra thì nó thơm tho không hôi hám. Rồi cái thứ thứ ba đó, nghĩa là thường ngày rất mến ngôi vị mình ở, không muốn rời xa ngôi vị. Cái thứ tư đó, nghĩa là lúc nào cũng gần gũi với bạn lành. Rồi đó là cái thứ năm đó là người ta quanh năm suốt tháng không đau ốm bệnh hoạn. Thì quý bà con mình thấy là sống trong một cái cảnh như vậy đó, thì là nói về cái Phật Pháp ở thế gian, nói về cái người ở thế gian cõi ta bà chúng ta có tám điều khổ: sanh lão bệnh tử khổ, rồi ái biệt ly quan tấn hội, mưu cầu bất đắc và lo ngại. Thì trong tám điều này khi lên nói trên cung trời đáo lại thì các ngài ở trên cõi đó ngài không có chấp nhận. Nhưng mà sau khi Đức Phật thuyết xong tràng pháp thì Đức Phật nói là Phật thuyết pháp màu quá phạm thiên, chỉ đường cực lạc khỏi tai ương, nhân thiên phước báo không tồn tại, cực lạc niết bàn ái diệu phương. Kính thưa cho quý vị, như vậy thì chúng ta có được cái nhìn như vậy rồi thì chúng ta mới có đem là công của vô trong cái thường ngày, cũng như chúng ta hành trì pháp môn niệm Phật thì chúng ta không có tốn tiền tốn bạc nhưng phải tốn công. Nhưng mà Đức Phật cho biết đó, cái người mà hành trì pháp môn niệm Phật nó có lợi rất lớn. Bây giờ quý bà con mình thấy trong hiện tại nè, bây giờ nếu quý bà con mình có tiền đóng cái bảo hiểm thì đó là chỉ một mình anh mình xài. Nhưng mà cái người hành trì pháp môn niệm Phật được đó, khi chứng đắc được đạo quả xong thì con đắc đạo cứu an cha mẹ,
cha mẹ thành diều trẻ qua truông, chồng nên vợ cũng nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì Đức Thầy chúng ta nhắc nhở là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì chúng ta nhìn được cái chân lý của đạo thì chúng ta mới tìm được đạo và công phu để chứng đạo. Như vậy thì đây là một cái nền tảng cho chúng ta nương theo đó để được giải thoát. Như vậy thì chữ Phật giáo, nếu nói về trong kinh Đức Phật đó, thì cái người mà bình thường, nghĩa là có khi chúng ta có quen lớn với một vị nào đó, thấy người này có đạo cao là đức cả, hơi nhiều một chút hơn người thế gian, thì vậy thì chúng ta nghĩ rằng ông này là Phật. Còn nếu nói về cái giáo lý Đức Thầy đó, thì Đức Thầy chúng ta dạy là Phật giả là giác giả, mà giác giả là tỉnh giả, nghĩa là cái người này đã hoàn toàn giác ngộ và là sống suốt với thời gian, như vậy mới gọi là Phật. Còn nếu nói về trong kinh Đức Phật đó, thì nói cái người mà đạt được danh hiệu của Phật đó, nó tới 10 danh hiệu mới đạt được cái mục đích là tới là Phật Thế Tôn. Tại vì trong kinh Đức Phật dạy đó là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, rồi mới Thế Tôn Phật. Như vậy thì quý bà con mình thấy, tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên chúng tôi chỉ nói phớt qua một phần để chư quý vị nhận xét được. Tại vì cái bậc mà nói Phật rồi đó thì người ta đã là trọn lành trọn sáng, như vậy thì mới gọi là Phật. Còn như mình tôn với nhau, kính với nhau, kêu đó là Phật thì cái đó là một cái sai lầm, và mình sống theo thế gian thôi, chứ sự thật ra chưa đúng với chân lý của đạo Phật. Như vậy thì chữ giáo là Đức Thầy chúng ta dạy, nghĩa là Đức Thầy dạy là giải khuyên những kẻ gỗ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Bây giờ mình thấy khi mà chúng ta, cái người mà chưa biết được đạo thì chúng ta nghĩ rằng sống được có xác thân này thì bây giờ chúng ta không có một cái gì làm lợi lạc cho người khác. Nhưng mà cái người biết được đạo đó thì chúng ta trong phần có được xác thân này thì mang tứ đại trọng ân rất lớn. Cũng như ông sư hồi nãy ông có nhắc qua đó, nghĩa là chúng ta thường ngày có hai vị Phật ở tại thế, cha mẹ, đó là hai vị Phật tại thế. Mà bây giờ mình thấy có nhiều người, bây giờ chúng ta thường ngày có cha mẹ, nhưng mà chúng ta không có tôn kính cha mẹ. Nên Đức Thầy chúng ta nhắc nhở là ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ, vậy thì mới ngoan. Như vậy thì bây giờ mình thấy khi mà chúng ta có được một cha mẹ già ở trong nhà thì chúng ta nên cung phụng thờ phượng, sống toan cung phụng ân cần, thác thời cầu đặng giảng sanh liên đài. Đó là cái phương pháp mà giáo lý Đức Thầy chúng ta nhắc nhở. Nghĩa là Đức Thầy nói là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, nghĩa là chúng ta phải tìm được ra cái chân lý của đạo để rồi chúng ta nương vào đó để tu. Tại vì mình thấy khi mà Đức Thánh Ngài dạy đó, cái người mà đối với cha mẹ mà biết được hiếu thảo thì nó có lợi lạc rất lớn. Tại vì mình thấy Đức Thánh Ngài dạy đó là hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi, bất tính đảng kháng thêm thèm đầu thỉ, điểm điểm đích đích bất sa di. Nghĩa là Ngài nói mình là người con có hiếu thảo đối với cha mẹ thì sanh con có hiếu thảo trở lại với mình. Còn nếu mình là người con ngỗ nghịch
thì sẽ sanh con ngỗ nghịch trở lại với mình. Ông nói bất tín đảng kháng thèm đồ thủy, ông nói là mình không tin đó, thì ra coi cái giọt nước mưa ở ngoài mái nhà, nghĩa là cái giọt nước trước nó đi xuống đó thì có giọt sau nó sẽ đi như vậy. Kính thưa chư quý vị, thì bây giờ mình thấy trong ca dao thường ngài nói đó, nếu mình hiếu với mẹ cha thì sanh con hiếu với ta khác gì, nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con thảo làm gì uổng công. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì Đức Thầy chúng ta nhắc nhở là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý. Như vậy thì chúng ta đã tìm được cái chân lý của đạo. Thì bây giờ chúng ta sẽ hành trì, tại vì đây là một cái nhân trong hiện tại. Bây giờ mình thấy cái người mà niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ đó, thì đây là một cái nhân. Mà trong kinh Đức Phật ngày xưa đó, thì một hôm ngài Mahanam, ngài nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con rất tin Đức Phật nói, nhưng con còn nghi. Thì Đức Phật hỏi: Này Mahanam, ông tin như thế nào và ông nghi như thế nào? Ông nói cho tôi nghe. Thì ông Mahanam mới nói Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa là ngài nói như thế nào đó thì là ngài đều nói trong cái chân lý của đạo, con rất tin nhưng con còn nghi. Là cũng như cái người hành trì pháp môn niệm Phật thường ngày, rồi cái người này có đi vô rừng sâu núi thẳm gì đó, mà nếu người này lỡ chết bị cọp beo lan sói giật chết như vậy thì người này có được giảng sanh hay không? Thì Đức Phật ôn tồn trả lời: Ông nghi như vậy đúng, nhưng mà tôi thí dụ vậy. Bây giờ đặt thí dụ cái người mà hành trì pháp môn niệm Phật rồi đó, thì cũng như là cái người ta trồng cây lâu năm. Như vậy thì bây giờ trong khi cái cây này nó nghiêng về một hướng rồi, trong khi cây này đẫm gốc, cây này nó ngã về đâu? Thì ông Mahanam lẹ làng nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa là cây này nó nghiêng về một hướng rồi, thì khi nó ngã, nó sẽ ngã về một hướng đó. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì bây giờ mình thấy khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong hiện tại, nghĩa là chúng ta được thanh tịnh tâm, và Đức Phật ở bên kia ngài nhìn vào hoa sen thì Đức Phật biết chúng ta có tinh tấn tu hành hoặc giả là giải đãi. Như vậy thì ông thanh sĩ nói là: Gần đây nơi cõi Liên Hoa, nhiều bông đã xếp thành tòa sen tươi, nguyện do ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, tòa sen có một vừng mây bay vào. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì bây giờ mình thấy trong cái cảm đó, và ứng. Bây giờ đặt thí dụ như trong hiện tại chúng ta đã có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta có chí hướng vãng sanh. Thì trong chí hướng vãng sanh này, Đức Phật cảm, nghĩa là chúng ta, nghĩa là hai cái tinh thần này hòa với nhau, nghĩa là bây giờ chúng ta thanh tịnh tâm thì Đức Phật cho biết là tùy kỳ tâm tịnh tức cõi Phật độ tịnh, nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh sáng suốt thì hòa với mười phương chư Phật. Như vậy thì bây giờ mình thấy có nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao Đức Phật A Di Đà ngài ở bên cõi Tây Phương tịnh độ mà ngài biết cái người ở bên đây tinh tấn tu hành hoặc giả là giải đãi? Thì quý bà con mình thấy Đức Thầy chúng ta có giới thiệu là cặp mắt thánh dòm xem tứ hải,
Nghĩa là bây giờ mình thấy Đức Phật A Di Đà ngài lúc nào ngài cũng trông chờ mong mỏi chúng sanh. Như vậy thì bây giờ là khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Phật ở bển nghe được cái tiếng chúng ta niệm Phật. Như vậy thì khi có cảm rồi có ứng, có thật cảm Phật ngài mới ứng. Niệm lơ là Phật chứng vào đâu, dí người gớt xuống sông sâu, nếu không kêu cứu ai hầu cứu cho. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì cái người hành trì pháp môn niệm Phật đó thì thường ngày người ta đã có chí hướng vãng sanh. Thì bây giờ cái người mà có chí hướng vãng sanh rồi thì cũng y như là cái cây mà nó nghiêng về một hướng vậy. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì Đức Thầy nói là coi tại sao ta phải tu hành. Tại vì cái người chúng ta hiện tại ở cõi thế gian này, bây giờ mình thấy trong hiện tại sanh già bệnh chết. Nghĩa là bây giờ quý bà con mình xét kỹ coi, bây giờ chúng ta đã trải qua cái sanh rồi, bây giờ tới cái già. Bây giờ quý bà con mình xét coi, cái người nào mà cái tuổi mà từ 60 tuổi trở lên thì quý bà con mình xét kỹ coi, có cái người nào mà không bệnh hoạn trong cơ thể. Mà không bệnh hoạn trong cơ thể sao được? Bây giờ trong cái bệnh hoạn trong cơ thể thì nó sẽ chuyển dần dần, nghĩa là nghiệp nó đã đi tới cái chỗ mà già rồi bệnh rồi chết. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta sanh già bệnh chết này, từ đời này tới đời kia mà Đức Phật cho biết đó, nghĩa là trong cái nước bốn biển mà đem sánh với cái giọt nước mắt của người thế gian từ hồi vô thủy cho tới bây giờ, nghĩa là cái giọt nước mắt này nhiều hơn là nước bốn biển. Như vậy thì quý bà con mình xét. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta nhắc là coi tại sao ta phải tu hành. Thì bây giờ chúng ta có là nào là sanh lão bệnh tử, rồi ái biệt ly. Bây giờ quý bà con mình ai cũng có chứng kiến thân bằng quyến thuộc mình đã ra đi, rồi sau này chúng ta cũng sẽ ra đi. Nhưng mà Đức Phật cho biết đó, ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến khiên ta. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì cái chết này nó không luận người nào hết. Nghĩa là ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Quý bà con mình thấy minh mông người ta vậy nhưng mà chết hết trơn à. Nhưng mà tại vì cái xác thân này nó có, thì cái nguyên nhân của sự chết này nó có rồi. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta niệm Phật được cầu vãng sanh tịnh độ, thì trong phần này Đức Phật cho biết đó, cái người mà được vãng sanh tịnh độ nó rất lợi. Tại vì trong kinh Đức Phật nói là khi chúng ta được vãng sanh tịnh độ mà cái nghiệp chúng ta còn thì sống chung với là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Nghĩa là bây giờ khi chúng ta sống bên nay vậy, khi mà chúng ta được vãng sanh tịnh độ thì sống chung với các vị thánh ở bên cảnh giới tịnh độ, rồi thường ngày học đạo hoàn toàn đã trở lại cứu giúp chúng sanh. Thì bây giờ mình thấy khi mà chúng ta đã nhận xét được cái thân này là vô thường, cái thân này tương lai nó sẽ bị hoại, nhưng mà chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh đó, thì bây giờ mình thấy Đức Thầy diễn tả cho chúng ta thấy được một cái người mà ở cảnh giới tịnh độ đó, nghĩa là khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Như vậy thì quý bà con mình thấy, mà Đức Thầy chúng ta nhắc thêm một đoạn khác thì Đức Thầy nói là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì chúng ta có được xác thân này, chúng ta nên
tập tu. Và tập tu nó có lợi rất nhiều. Bây giờ mình thấy nè, ở thế gian này mỗi người cái chết nó khác nhau. Nghĩa là có nhiều người chết hùng mang trợn mắt, có nhiều người rên la thảm thiết. Như vậy thì chúng ta nhờ cái pháp môn niệm Phật này để tiêu trừ được đi nghiệp chướng. Mà Đức Thầy chúng ta thường nhắc là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì Đức Thầy chúng ta nhắc nhở cho chúng ta biết là phải nhìn Phật giáo mà tìm cái lý. Tại vì cái giáo lý của nhà Phật đó, nó sẽ ra chúng ta tu được chứng đắc đạo quả, sẽ ra khỏi trong sáu nẻo luân hồi. Mà bây giờ quý bà con mình thấy nè, cũng như bây giờ cái người ta tu tiên hồi xưa đó, cũng như ông là A Tư Đà đó, khi mà ông được ngũ thông rồi, nhưng mà trong khi ngài là biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này sẽ là dạy cho chúng sanh ra khỏi cái là sáu nẻo luân hồi, nên từ chỗ đó mà ngài nhìn tướng của là Thái Tử xong thì ngài là khóc nức nở. Và ngài biết tương lai sau khi ngài là chết trước rồi là Đức Phật mới ra đời, thì lúc này ông tuổi dữ lắm. Như vậy thì quý bà con mình thấy, nếu mà so với là ông A Tư Đà đó, thì quý bà con mình cái phước báo rất lớn nhiều hơn. Tại vì bây giờ trong hiện tại, bây giờ Đức Phật cho biết đó, cái người chúng sanh mình đó, nó có ba cái thời kỳ mà chúng ta gặp mà có thân người mà cũng không có phước báo. Bây giờ cái thứ nhất đó là sanh trước Phật ra đời thì chúng ta cũng đâu có biết được chân lý để tu. Hoặc giả là sau Phật ra đời thì chúng ta cũng không nhận được chân lý để tu. Rồi bật đi giáo pháp, nghĩa là giáo pháp của Phật không truyền thừa lại. Như vậy thì ba cái này chúng ta có thân vào thời kỳ ba cái việc vừa kể trên đó, thì quý bà con mình thấy cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng bây giờ mình thấy Đức Thầy chúng ta nhắc nhở là xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Như vậy thì quý bà con mình thấy không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta có được xác thân rồi có nghe được Phật Pháp. Như vậy thì bây giờ quý bà con mình thấy đây là một cái việc là phước báo rất lớn đối với cái chúng sanh vào thời kỳ của Hạ Quan Hoằng Pháp. Nhưng mà bây giờ mình thấy trong ông Thanh Sĩ ông nhắc đó là 84.000 pháp vào thời kỳ mạt kiếp, dễ tu có một môn niệm A Di Đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành, đủ sanh về Phật quốc. Kính thưa chư quý vị, như vậy thì thời gian cũng có hạn, thì chúng tôi cũng trình bày hai câu giảng của Đức Thầy. Tới đây là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Thì đây là chúng ta nhìn được cái giáo lý của Đức Thầy chúng ta là hướng dẫn cho chúng ta là luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Như vậy thì trong sáu nẻo luân hồi, Đức Thầy chúng ta hướng dẫn cho chúng ta ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Thì đây là chúng ta nhìn được, như vậy thì chúng ta đã nhìn đúng chân lý. Và nhìn đúng chân lý rồi, chúng ta phải lo tu sửa. Tại vì Đức Thầy chúng ta nhắc nhở là chữ tu chớ khá trễ chày, phải trau, phải sửa, nghe Thầy dạy khuyên. Như vậy thì khi chúng ta đọc được, học được cái giáo lý Đức Thầy, thì đây là chúng ta cũng như học cái to thuốc vậy. Nhưng mà khi chúng ta học được cái to thuốc rồi, chúng ta cố gắng uống thuốc thì nó mới hết bệnh. Thì hôm nay chúng tôi cũng trình bày đến đây, cũng xin tạm ngưng hai câu giảng này. Thì chúng tôi cũng nguyện cầu cùng mười phương chư Phật và Hoa Linh Tổ Thầy độ cho chư quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam Mô A Di Đà.
Xin chân thành cảm ơn Quỳnh Lâm để đến đây có đôi lời để trao đổi về Phật Pháp, tìm hiểu nghĩa ở trong hai câu nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vậy trong thời gian chưa tiếng giờ mà Quỳnh Lâm đã trình bày qua hai câu rất là thiết thực, rất là ý nghĩa cho tín đồ chúng ta để nương theo về cái pháp hành, để chúng ta hành đến cái chỗ gốc gáo để giải thoát. Xin chân thành cảm ơn Quỳnh Lâm.